những đức thấy cái cuộc đời của chính mình mình sống mà bằng cả tấm lòng khi những đức đi đến đâu tự nhiên cũng có người thương mình với người lo cho mình đây là những đức thấy cái nhân cái quả rất là xác thực 100% phần trăm nên mỗi một người mình khi được sống với nhau hãy sống bằng cả tấm lòng đi, không có thiệt thòi đâu. Mình sống nhiệt tình dù người ta đối xử mình sao mình cũng không thiệt thòi. Vì cái nhân cái quả nó như màn lưới như ngộ lắm. Thí dụ như mình trả cho người này thì mình trả rất nhiệt tình, người ta thì không có thiếu mình nên người ta không có trả mình. Nhưng mà cái cái quả báo khác nó trả cho mình nó có nghĩa là trong cuộc đời nó lẹo nó lẹo 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 ngộ lắm nhưng mà mình sống làm sao mà mình nghe đạo tin nhân quả rồi nhất là những người thân trong gia đình có nghĩa là con người sống với nhau gặp nhìn nhau một cái nó đã có duyên rồi. ngồi ăn buổi cơm là duyên nó cũng dày lắm hết không chi là được ngồi chung với nhau trong một gia đình ở trong một mái ấm gia đình dù có thần có nghịch gì cũng là nhân duyên dày lắm Không chỉ là gia đình mà bây giờ Giờ này mà được ngồi niệm Phật chung Duyên này dày hơn nữa, dày dữ lắm Thuận duyên Nên mình sống sao bằng cả tấm lòng mình Sống với nhau với người trong nhà Rồi sống bằng cả tấm lòng mình với bạn bè Với xã hội, với đất nước Bằng cả tấm lòng Những đứa thấy không có thiệt thòi Thật sự luôn á Vì sao? Vì thấy rõ ràng rằng là mình sống bằng cả tấm lòng, tự nhiên cũng có một hai người đến với mình bằng cả tấm lòng à. à giống như những đứa ra ngoài, ai mà gặp mình là tự nhiên người ta cho đồ ăn mình ăn. Thấy đó là rõ ràng luôn quý vị. Ta cho đồ ăn mình ăn. À, ai gặp mình ta sẽ cho mình đồ ăn ăn. Tại giờ mình có ăn mình mình uh, niệm Phật là được rồi. Nên ta cho mình đồ ăn ăn quý vị đó, đó là cái rất rõ ràng luôn á à. Nên á Cái nhân cái quả mình phải tin 100% nó không thiệt thòi đâu Thí dụ như bây giờ á, Mình mà tin sâu nhân quả đi Mình đối xử với con, cháu, gia đình Mọi, mọi người, bạn bè, xã hội, đất nước Bằng cả tấm lòng mình đi Nhưng mà bây giờ bao nhiêu Cái nhân viên đó người ta chở mặt lại với mình hết đi Nhưng mà đó là mình thiếu nợ ta mình trả thôi Thiếu nợ mình trả thôi khi mình trả xong rồi thì cái phước báo nó hỏi tụ khác lại à đừng bao giờ mà mình, mình, mình nói câu mà, mà làm thiện gặp ác không phải đâu mình làm thiện mình gặp ác là gì cái ác của mình gieo nó mạnh quá nên mình làm thiện mình gặp ác nhưng khi cái ác xong rồi cái thiện nó đến ác xong rồi thiện nó đến mà cái phúc thiện lớn nhất là khi mình lớn tuổi lớn tuổi ví dụ như mình còn trẻ mình lang thang đi nó khổ nhưng mà nó không đến nổi nhưng mà nó hưởng phúc tuổi già là mình được bình yên được thương yêu và lo lắng được niệm phật đây là phúc báo nha thật sự mà nói ví dụ mình đi nguyên đoạn đường bằng phẳng không đi nhưng mà tự nhiên tới lúc mà gần tới nhà sụp cái đường nó sụp <laughs> mình đấu vô nhà đó đâu cái này không phải gọi là đi đoạn đường đặc biệt gì đâu nhưng mà mình đi đoạn đường nó dòng, vòng, queo, vòng, quèo, vòng, quèo. Nhưng mà gần tới nhà mình đường lại bằng khoảng. Thì đây mới là phúc báo. Nên còn trẻ cứ chịu khó gặp sự cố, trở ngại, đồ. Mình cứ tiếp tục hướng thiện. Cứ tiếp tục nhiệt tình hết lòng. Cứ làm bằng cả tấm lòng mình đi. Là khi mình mà phúc báo nó hội tụ. Khi mà mình tới tuổi khoảng 50 năm mấy rồi nó phúc báo nó đến. Lúc đó là nó đi tới tuổi già. Gọi là người có phúc còn nếu không mà mình à, à, tuổi trẻ mình hưởng hết rồi tuổi già mình te tua luôn giống như mình có tiền mình xài hết trơn tới khi mình hết tiền tiền đâu xài nó giống như còn trẻ mình xài quá rất là nhiều người nghe còn trẻ là nè xài tiền của cha mẹ nè cãi cha mẹ nè đi học chưa có phụ cha mẹ được gì chứ đòi tiền nè đòi điện thoại nè đòi đủ thứ nhưng mà lạ thay khi có vợ có chồng rất là khổ có vợ có chồng rất là khổ gì nó sẽ hết trơn ngay à. giống như những đứa có người bạn nha nhà của bạn cũng khá giả lúc bạn cùng thời với mình bạn gia đình bạn có điều kiện bạn đi chơi bạn được học nghề thật sự mà nói cuộc củ đời của bạn học được nghề nhiều lắm được năm sáu nghề bạn được đi học còn những đứa quý vị nhà nghèo những đứa lúc còn nhỏ nhỏ bị biết dưới quê mà cái bằng ủi con gà ấy vì bằng ủi mà con gà gấp than bỏ vô bằng ủi đó đó mà tối ngày ủi đồ mà mình nói mà học may mà chỉ có chỉ vàng thôi mà nhà nghèo không không, không có tiền học học may đồ quý vị nó nghĩa là một cái nghề cũng không có tiền để học được luôn còn bạn thì gia đình có điều kiện bà học nghề thợ bạc học này học kia mình ham ghê mình chớ hề mình được đi học nghề gì luôn à sau này lên thành phố là là là, là giống như phụ người ta học nghề nấu ăn phụ người ta bị la bị gầy bị chửi học nghề nấu ăn gì mà học ra nghề học ra nghề còn bạn học rất là nhiều nghề nhưng cuối cùng thì bạn không có học ra được mấy cái nghề đó nó thế mỗi người nó khác nhau không có đơn giản đâu nên cái phúc báo khi còn trẻ mình xài nhiều quá đó là khi tuổi già mình rất là khổ nên á, tuổi trẻ mình làm ra mình cũng có sống nhưng mà mình biết tạo ra mình tạo ra thì tới tuổi già cái phúc báo mình rất dày mà cái người mà phúc báo dày mà biết niệm phật nữa là tuổi già tỉnh tao nên cuộc đời mình á, đừng bao giờ mình á, mình bị nản lòng vì cái việc làm thiện gặp ác cái người mà đã chưa tu nhiều nữa nói làm thiện gặp ác còn người làm ác á, thì thường gặp điều may mắn không phải đâu quý vị ơi họ làm ác mà họ gặp may mắn là do gì cái phúc của họ tu quá dày những đời trước đời này họ hưởng họ làm ác nhưng mà họ vẫn còn phúc quá nhiều nữa họ hưởng dữ lắm thấy không nhưng mà nó 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 đến tuổi già có khi te tu quý vị cũng nhìn mà nhìn thấy có những người người ta giàu sang vô cùng luôn sự nghiệp người ta ăn dễ gì hết nhưng mà ngộ tay tới tuổi già người ta rất khổ già người ta không có gì chứ người ta tự nhiên mình thấy ủa sao nhà cửa nhiều lắm mà tiền bạc nhiều lắm mà công ty xí nghiệp nhiều lắm mà đấu tiếu chứ người ta nhưng mà lạ thay đến khi hết phước nó sụp đổ nó sụp 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 sụp, sụp tiêu chứ à, nó đó gọi là khi phước đã hết là nó sụp đổ đó còn có những người người ta lúc còn trẻ người ta rất là khổ rất là nghèo nhưng mà lạ thay sau này người ta lại khá giả trong cuộc đời mình nhìn thấy rõ ràng hết mà nhất là một quê hương mình sống cái làng quê mình thôi là mình ở nhiều nhất thì mình sẽ lấy cái thấy cái sớm của mình á có những người cùng thời với mình ta rất nghèo nhưng bây giờ người ta giàu, có những người cùng thờ mình rất giàu nhưng bây giờ ta rất nghèo đi làm thuê làm mướn lại cho những cái người nghèo kia, nó... nên trong cái cuộc đời nó 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 lộn tới lộn lui ngộ lắm nên quý vị đừng bao giờ nản lòng khi làm thiện mà gặp sự trở ngại hãy tiếp tục làm thiện, mình niệm phật mình tu tập mình sống hiền hậu mình ăn chay nhưng mà người ta chửi mình cứ tiếp tục niệm phật ăn chay bình thường, cái sống nhiệt tình, mình nhiệt tình với người ta mà người ta gạt mình mình cũng cứ nhiệt tình đến một ngày nào vút báo nó chỗ ra là quý vị sẽ thấy nó thù thắng vậy lắm chính bản thân những đức thấy là những đức đi ra bên ngoài tự nhiên có người ta giúp người ta thương à. À. thì giờ tối ngày trong nhà không thì ví dụ như người ta ta đem đồ ăn lại người ta cho ăn đem niệm phật thấy chưa ngộ đây, đây là rõ ràng luôn đó đem đồ ăn ta cho ăn niệm phật vậy thôi à mỗi ngày lên tu vậy đó người ta đem đồ ăn lại người ta cho ăn à. Ngộ chưa Đó là cái mà rõ ràng là mình cứ làm Thiện bằng cả tấm lòng Vì hãy tin nhân quả đi Mà ngộ lắm Quý vị thương người ta bằng tấm lòng chân thật Sẽ có rất nhiều người thương quý vị Dù là có những người người ta không thương nữa Nhưng vẫn có nhiều người thương Cái này là một trăm Mà cho mình lại cái bình an Của nội tâm Vì khi mình sống với con người mình sống quá nhiệt tình Dù mình có như thế nào thì lương tâm mình vẫn thấy bình an Mà lương tâm bình an là cái hạnh phúc nhất của con người ta đó quý vị cái đáng sợ nhất là bản thân mình cảm thấy bị bất an nên, nên rèn được một cái bình an có nội tâm là phúc báo lớn nhất con người mà thật sự mà nói cái xấu đến thì cũng không chặn được mà cái tốt đến cũng không ai cản được đâu thì giống như đoạn đường đi thôi có những lúc đo đoạn đường hư không lẽ mình đi đi chửi cái đường rồi đến con đường bằng thì mình vui bây giờ mình phải chấp nhận thôi con đường không bằng phẳng cũng phải đi rồi đi một chút đến con đường bằng phẳng thì cũng phải đi thôi cuộc sống con người nó, nó trong cuộc đời này Phật pháp hay Phật pháp nó rất là hay nha quý vị những cái điều mình chia sẻ này nó rất là nhân sinh vì chúng ta cứ khuyên niệm Phật hoài lâu lâu có những đoạn mình nói về nhân quả về nhân sinh để chúng ta đừng có nản lòng khi chúng ta ăn chay niệm Phật sống hiền hậu mà tại sao mà những sự việc đến với mình nó kỳ cục quá đừng có buồn đừng có nản lòng đừng có bỏ cuộc nghe hoặc là mình ăn chay niệm Phật mà chồng ăn hiếp suốt à Thế vì cứ coi cái bà nghịch duyên cuối cùng Bà giảng sanh ông chồng xanh mặt xanh mại Thế rõ ràng luôn bà nghịch duyên đó Nói vậy thấy chưa Bà mỗi ngày bị ổng nghiếp quá trời Nhưng mà cuối cùng bà giảng sanh đó Quỳ xuống lại xanh mặt xanh mai Trong lợn coi vợ không Nhảy sợ quá trời sợ Cuối cùng chắp tay lên Nam Mô với Đạo Phật Thấy chưa Nó vị thấy không cuối cùng rồi quý vị sẽ thấy cái người hiền hậu Có đạo đức là quý vị thấy cái đặc biệt này. đi học đi học rất là giỏi nha mình học dở là không biết không á nó không bao giờ nhìn đến mình luôn mình học dở quá nhà nó giàu nhà mình nghèo nhưng hồi đó nhà nó đi học đó thường hạng 30 mươi mấy đứa học mà hạng nhất hạng nhì luôn đó nhà nó cũng khá giả mình cứ lũ tuổi mình chơi với mấy cái thằng mà học với mình mà cỡ hạng 29 30 chín ba mươi chung chung với nhau nó ngộ gì đó học giỏi nó không chơi với mình nhưng mà quý vị biết không Cuộc đời khi đến lúc cuối cùng sẽ thấy Nó không đơn giản chút nào Mình nghĩ lúc đó trong lòng mình ngưỡng mộ Nó tạo ước gì mình học giỏi với nó Được thầy cô, được quý mến, được bạn bè Quý mến nó Đặc biệt cái tương lai chắc này nó Đặc biệt lắm đó nghe Không ngờ vị ơi Mấy chục năm sau là Nó khổ ghê lắm Ờ à. Cuộc đời không có ai ngờ được quý vị ơi nó Bây giờ trong chúng ta 4-50 tuổi mình để ý nè cái để ý thì cùng thời mình đi học có nhiều người nó học giỏi lắm mà nhà nó giàu có. Mình nghĩ sự nghiệp nó tương lai sáng lạng lắm, nhưng mà nó không sáng lạng. Còn mình mình tưởng đâu, mình bèo nghèo dữ lắm nhưng mà mình lại được được chứ không đến nỗi tệ quá. Nó thật sự mình nói nó trong cuộc đời mình không ai ngờ được đâu quý vị, đừng có giỏi vàng khinh người khác. Có khi mình thấy cái người đó đang tệ mà mình không có biết đâu. Cái phước báo của nó tự nhiên có người đến giúp đỡ nó à. Trong cuộc đời nó không có, không có thể nào tưởng tượng được cái chuyện này chứ nên khi mà mình hiểu được nguyên lý này nghe quý vị thì con người mình cứ sống thiện sống tốt đi. Nên nên cả đời của những đức nó thật sự mà nói thì mình gặp Phật pháp mà mình sống sao bằng cả tấm lòng của mình. Dạ. Cũng như bản thân những đức là không xài điện thoại như đức Thích. Nhưng đức nói bây giờ những làm cư sĩ những đức cũng không xài điện thoại. Tại vì những đức thích không xài điện thoại nó khỏe ghê. Nên tu thời nào cũng không ai gọi. Hả? Khỏe ghê luôn cái đó là những đứa nói bản thân những đứa thôi còn vì công việc thì tùy vị thôi đúng không nó thì giảm được thì giảm giảm bớt thì những đứa thấy cái này khỏe là dù như đứa làm cư sĩ nghe vẫn không xài điện thoại nó, vẫn không xài điện thoại thêm một cái nữa là gì không đi du lịch không đi du lịch đâu chứ tại vì cái này đó giờ mình đã tập được bây giờ mình đi nó ghiền sao mình đi rồi cuối cùng nó mê cuối cùng nó đi luôn rồi sao hiểu không không đi du lịch không đi nước ngoài không đi nước nào hết chỉ ở nước việt nam mình thôi à, giờ cuối cùng đi về nước cực lạc Vậy à, thôi vị ơi quan trọng là cuối cùng rồi sao mà về được thế giới cực lạc thôi bây à, giờ ở cõi này đừng có sợ thiệt thôi nghe tại quý vị nếu quý vị là người thật sự muốn về cực lạc thì trong cõi này quý vị hãy sống bằng cả tấm lòng đi à, sống bằng cả tấm lòng đi nhớ kỹ nghe thí dụ Ví dụ như bây giờ quý vị lo cho ông chồng nhiệt tình bị lo quá trời lo luôn Rửa chân cẳng cho ông luôn Lo cho ông đến mức mà như, như lo cho cha mẹ luôn Hiểu không Quý vị đang bưng nước cho ông uống Tát với mặt vì cái Bị nghĩ tới cái chuyện Không có thiệt thòi tương lai gì cực lạc Hứng ly nước khác đem đưa cho ông Nè anh uống đi anh Lỡ uống xong phun nước vô mặt Lấy cái tay rửa mặt quý vị mà làm được cái nghịch duyên đó mà vì niệm phật đi quý sẽ thấy mà, mà tại sao làm được điều này vì sao biết không vì quý vị muốn về cực lạc vì quý vị muốn về cực lạc chỉ có vậy thôi à, nếu như quý vị nuôi cái tâm niệm này cho nó cực kỳ mạnh nghe quý vị sẽ không đi hơn thua tranh đấu với người khác ừ. vì sẽ không bao giờ giành giật của cải của ai hết vì sao vì quý vị muốn về thế giới cực lạc trong cuộc đời chúng ta đến với nhau Gặp nhau mấy mươi năm trong cuộc đời Điều này cũng quý lắm rồi Cái duyên gặp này Chúng ta có thể gặp cả đời hay là Hay gặp giữa chừng chúng ta chia tay Duyên đó chúng ta cũng không biết Mà muốn cả đời Gặp nhau để tu tập thì phải niệm Phật Phải bò giữa cái duyên chân thành Có khi cái duyên chúng ta đến với nhau Chừng 5 năm, 3 năm, năm là Hết duyên gặp nhau Nhưng mà nhờ chúng ta chân thật quá Nên nó mồi thêm cái duyên đó nó mòi tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục Còn có những người nhân viên có thể sống với nhau 30 năm Nhưng mà nó xài cái sống với nhau bằng giả dối Lường gạt giả dối Không thật Nên cái duyên từ từ còn có 5 năm hết duyên luôn Còn duyên mình có 5 năm mà mình mồi bằng cái duyên chân thành đó quý vị Đến nhau bằng cả tấm lòng Đó là cái điều mà Chúng ta sẽ duyên dày thêm nên cái nhân cái quả mình học Phật mình phải cực kỳ tin phải tin không có thiệt thòi đâu à, Bây giờ quý vị nghĩ thì mình có vợ có chồng thì mình phải lo cho con thì mình phải lo cho một gia đình. Vì phải gánh nặng, vì vị lo lắng thôi quý vị nói than thở gì giờ? Tại vì mình tạo ra mình tạo ra mà con người sống có hạnh phúc thì phải có khổ đau à. Mình đã tạo ra cái hạnh phúc thì nó trong cái hạnh phúc nó phải có cái khổ đau. Vì trong cuộc đời nó không thể nào tròn vẹn được. Mình phải tin chỗ này. Mình đừng bao giờ chi cầu cái tròn vẹn hạnh phúc mình sẽ chạy theo nó như là gọi là buổi trưa mà mình là 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 chạy bắt bóng nó không bao giờ tròn vẹn đâu nó không có một cái hạnh phúc nào trong cuộc đời này mà tròn dạng hết hiểu không nó người ta có thể cho quý hạnh phúc người ta có thể cho quý vị cái sự bình an người ta có thể cho quý vị sự yêu thương nhưng rồi người ta sẽ lấy lại quý vị quý vị không khéo sẽ hụt hẳn cực kỳ lớn luôn lấy lại bằng cách nào có rất nhiều cách có rất nhiều cách thí dụ như người ta thương yêu mình người ta lo cho mình niềm ấm chăng im người ta lo cho mình rất đầy đủ luôn khi mà bản thân mình Sống được hạnh phúc đặc biệt như vậy Một ngày nào tự nhiên bắt giờ Cái người này chết đi Đó Thấy chưa Mình tự nhiên tạo Mình không thể nào tưởng tượng được điều này luôn Hụt hẳn vô cùng luôn Đó là lấy lại đó quý vị Quý vị sẽ hoàn toàn hụt hẳn và chớ vớ luôn Giống như con người ta hết biết gì luôn Hoặc là Họ rất nhiệt tình thương yêu quý vị Quý vị luôn luôn tin tưởng họ Mà tự nhiên đùng cái họ có người khác họ đòi chia tay vì đây là một cách lấy lại bằng nghiệp viên giống như cái câu chuyện như đức từng kể bị nghe mà mà khi mà du dương dương xử án thì cái người này đến gia đình này đòi nợ đến gia đình đòi nợ dương dương nói cho cái người này làm cha mẹ người này không chúng làm cha mẹ Ủa làm cha mẹ đòi nợ ngon á nó không Cha mẹ lo cho con Không làm cha mẹ để đòi nợ Chứ làm gì? Làm con Làm con Có nghĩa là cha mẹ thương tôi hết lòng hết dạ Bằng cả tấm lòng Nhưng tôi phản đối lại Tôi gạt gẫm cha mẹ tôi Chở mặt cái cha mẹ tôi Để tôi đòi nợ Nghĩa là những câu chuyện này quý vị, vị nên xem lại gia đình của mình Đến một ngày nào có khi mình bản thân chúng ta Sẽ gặp những sự việc này Đó Nên cả vợ chồng người ta thương mình thiệt là thương Nhưng mà tự nhiên người ta chia tay với mình đó là cái cách đòi nợ cái cách mà mà cái con nợ đến nó 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 phải làm sao cho mình phải thương yêu giống như con người đến với con người khi là quan gia nó không thể nào ghi trên chán hai chữ tao là quan gia được ba chữ chứ không phải hai chữ nghĩa là quan gia được hay không nhưng mà nó 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 cảm giác nó roi kéo mình xong rồi nó làm cho mình thương nó cực kỳ thương thương quá thương rồi lúc đó nó mới bỏ đó thương thì thương rồi nó mới bỏ quý vị sẽ gặp mà chắc chắn trong cái số lượng mà gần 2.000 người này quý vị, vị ngồi nghe này chắc chắn quý vị, vị có gặp đó có gặp đó ừ đó quý vị, vị gặp bị bừng tỉnh à thì ra quan gia đến đòi mà lúc đó thì mình tức tối mình kiếm cách nào để mình hại nó lại mình xử lý nó lại là mình sai xử lý lại là sai vì nợ trả xong thì gọi nên mình muốn giảng sanh nên mình trả đi Trả cho xong luôn Vui trả hết Thắt lòng vui trả hết luôn Nó trong gia đình, trong đoàn thể Trong mọi cương vị Nó đều có thuận, có nghịch nằm bên trong Thuận nghịch nằm bên trong nên từ nơi đó Không có thiệt thôi đó quý vị Mình đã gieo nhăn gặt quả à Không có thiệt thôi Một trăm luôn Chúng ta cứ nhắc nhau như vậy đi Mình nhắc nhau hoài đi để mình giữ được cái tâm Không khéo mình, mình mình, mình tức bất tử thì sao Con người trong cõi đời này nó rất dễ bị tác động cái tác động nó rất nhiều nhân duyên nghiệp quả nó tác động ngay mình lúc này mình, mình giữ tâm được gì nó yên nhưng mà nó khi nó tác động bất tử mình hút hẳn mình đứng lên mình báo thù lại đó nguy hiểm lắm nên chơi với bạn nguy hiểm là bạn nó kích động mình báo thù bạn mà nó lỡ nó nói với mình nghe quý vị nhớ nghe chơi như những người bạn này nguy hiểm lắm nè người bạn mà khi đến gần quý vị mà nói chuyện á nghe mình nói vừa nói chuyện bị tức à người bạn này quý vị phải khéo léo phải khéo léo tránh bớt tại vì nó nói chuyện là mình tức liền thí dụ như chồng mình mình chưa muốn ly dị mà nó nói chuyện là mình ly dị vợ mình mình chưa muốn bỏ mà nó nói chuyện là mình muốn bỏ vợ mình mình chưa muốn đánh mà nó nói chuyện là mình đánh đó mình chưa muốn đi chơi bỏ nhà nhưng mà nó nó nói chuyện mình đi chơi những cái loại bạn này quý vị phải khéo léo tránh bớt đi đó những cái loại bạn kích động mình như vậy phải tránh bớt còn những người mà lỡ nói chuyện mà mình nghe nó thoải mái mình nghe nó không còn buồn giận ai chứ á khi mình tức tối gia đình con cái nó nói cái mình không có còn tức nữa là bạn này nên chơi bạn này là bạn lành rồi đó bạn thiện nó là năng lượng nó đem năng lượng lại nó giúp cho mình tỉnh đó năng lượng nó giúp cho mình tỉnh nên cái người mà có năng lượng nó tự nhiên có vị thích gặp người ta lắm vì người ta có năng lượng khi mình gặp người ta mình sẽ không có tức tối bực bội khi mà những đức gặp nhiều người như đức thấy nè có những người người ta đến ta đem nhiều chuyện đưa cho mình mà đưa cho mình xong mình thấy nặng nề đó 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 mấy cái người này là mình phải mình phải chỉnh đốn họ lại được tại vì họ đem cái đem rất rất rối cho mình mình đang cừ vui vô cùng lợ nó không vui lâu vui không lâu nên từ nơi đó rồi, 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 xong rồi cái giờ đó nó đã không được gì luôn rồi là mắc sạch luôn Đấy không phải chi mà lên tu một thờ thì nó có gọn liền và khi nó gói gọn lại thì giải quyết vấn đề rất là dễ Nhưng mà nó bung ra là giải quyết không được Nên cái vấn đề trong cuộc đời này là do mình bung ra quá Mình quá bung ra Vậy thấy không? Có những người người ta giàu, người ta nhiều nhà, nhiều cửa, người ta bung ra quá Nên khi người ta muốn dọn lại dọn không được nè Những đức nó thật sự mà nói những đức đã gặp rồi đó nè. Gặp rồi nhiều nhà, của cải nhiều nè Mà khi mà bung ra rồi bây giờ gọn lại không được nè Muốn gọn lại để khỏe mà không được nó nên nghèo cũng khổ giàu cũng khổ đẹp cũng khổ xấu cũng khổ lùng cũng khổ lé hô súng khổ hết đã đến cõi đời này là có cái khổ nó cái đặc biệt nhất của chúng ta là gì là quý vị chúng ta có thể nhận thức được cái định lực nhân quả cõi đời này hay không đó là quan trọng nhận thức được cái việc nhân quả trong cuộc đời này hay không mới là quan trọng khi hiểu được nguyên lý này rồi chắc chắn vì sống rất là tốt sống rất đặc biệt trong hoàn cảnh nào quý vị cũng sống tốt và sống đặc biệt hơn. Chắc chắn quý vị luôn. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di đào Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di đào Phật, A Di Đà Phật.